nó chỉ nhất tốt hơn cùng samurai chan. Oni-san, onesa sang Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của samurai chan. À, đúng như nghĩa ý nghĩa của nó trong tiếng việt nhé. sang chị ơi. oni anh ơi. oji ông ơi. Ô ba sang bà ơi. Ừ. À, câu chuyện nó là như thế này. À, theo cái văn hóa của chúng ta, ấy, khi mà chúng ta không biết tên của một ai đó thì uh, ở trong văn hóa Việt Nam của chúng ta chúng ta có thể xưng hô là gì nhỉ? Anh ơi, chị ơi, bà ơi, ông ơi, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái này nó sẽ không phù hợp với cả văn hóa giao tiếp ở trong uh, uh, văn hóa của Nhật Bản. Tại vì sao? Khi mà mình không biết tên của người khác ấy, thì thường uh, là các bạn uh, áp cái văn hóa của Việt Nam đó là chúng ta xưng hô là gọi là anh ơi chị ơi đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, ở trong tiếng Hàn hay là tiếng Nhật ấy, thì người ta lại không được phép như thế các bạn ạ. Các bạn biết đấy, ở trong tiếng Nhật hay là tiếng Hàn ấy, nó đều có một cái ngôi chung uh, cho tất cả mọi người đó là sằng, à, đúng không ạ? À, mình không biết tên người ta hoặc là mình không biết là người ta hơn tuổi hay là nhiều tuổi hay là ít tuổi hơn mình. Tuy nhiên là mình chỉ cần gọi tên người ta và thêm sằng thôi thì nó ok, nó cũng giống như là cái ngôi you ở trong uh, tiếng Anh ấy. Nhưng uh, nhiều khi có một cái khó khăn của các bạn mới học tiếng Nhật đó là giả sử khi mà chúng ta câu chuyện của mình trước nhé hồi mà mình mới đi làm ở quán cà phê ấy, thì khách của quán cà phê đấy hầu như là người nhiều tuổi đấy thì trong trường hợp mà người ta đã order rồi mình không nhớ và mình chạy ra mình hỏi lại và, à, à, bác ơi bà ơi à, cho cháu hỏi là cái à, món đồ mà bác vừa gọi là gì Ô ba à Cooi Desta cả, thôi thế là toàn rồi các bạn ạ. Ừ, tên trùm mình nghe xong thì không phải tên trùm mình nghe xong mà là vị khách đó ấy, tự nhiên thay nó gọi là ba sáu san, di sang. Ủa, tao đâu phải là bà của mày đâu, tao phải đỡ ông của mày đâu mà tại sao mày lại xưng như thế? Tao là khách của mày mà, đúng không ạ? Thế nên đây là một trong những cái mà nó khá là nguy hiểm luôn. Thêm một câu chuyện nữa, cái hồi mà mình uh, đi, uh, tức là đi Volantia ấy ở bên Nhật, uh, bởi vì. Uh, bọn mình được uh, nhận học bổng và phải tham gia một cái chuyến Bolantia đó và viết báo cáo thì cái đấy nó là lodging home lodging home tức là cái viện dưỡng lão đấy thì khi mà ở uh, bọn mình trước khi mà vào làm Volantia ấy thì các cái uh, vị những uh, cái người mà leader đi cùng mình hồi đó mới nhắc bọn mình là tất cả các bạn du học sinh nước ngoài ở đây uh, đến đó gặp toàn là người già tuy nhiên đấy không phải là bà mình và đấy cũng không phải là ông của mình thế nên là không được phép gọi là ogisan hay là ba sang, một là hỏi tên và chúng ta thêm sằng vào hay là gọi một cái ngôi chung đó là mình không nhớ lắm hình như là dio Điều dio Điều tức là những cái người mà sử dụng cái viện dưỡng áo này. Đó thì cái này nó thuộc về cái văn hóa giao tiếp của từng nước khác nhau. Nên là cái ô nhi sang hay là ô nê sang hay là ô ba sang hay là ô di sang ấy Thực ra cái đấy đối với cả người trưởng thành của chúng ta ấy, sử dụng nó khá là nguy hiểm luôn các bạn ạ Những đứa bé nó gọi bọn mình là ô nê sang ô nhi sang ấy Ok không vấn đề gì Hoặc là những người già, những người khách già ấy Họ vào quán của mình vào order ấy Ô nhi sang Order stay chu stay Như thế thì ok Nhưng mà bản thân chúng ta ấy Mà gọi những cái Uh, vị khách hay là những người khác ấy, là những cái ngôi mà như mình vừa liệt kê ấy, thì cái này nó hoàn toàn không được nên các bạn lưu ý cho mình thì uh, mình cũng hiểu cái tâm lý của các bạn đó là khi mà chúng ta giao tiếp với cả một người Nhật đấy chúng ta không biết tên thì chúng ta làm như thế nào bây giờ thì nó có những phương án xử lý như sau thứ nhất đó là các bạn giao tiếp trực tiếp với cả người ta để cho người ta biết là mình đang nói chuyện với cả người ta thế là được rồi không cần phải ở uh, xưng tên hay là không phải phụ thuộc vào cái vai vế như ở trong tiếng việt của chúng ta mà chúng ta cứ nói chuyện bình thường thể lịch sự nó đã thể hiện là uh, cái vai vế như thế nào rồi uh, nhưng mà thường thì các bạn làm quán các bạn du học sinh ấy các bạn làm ở quán ấy, thì uh, chúng ta thêm là okak sama hay là okak uh, okak là an toàn nhất okak sama cũng được nhưng mà okak sama thì nó sẽ hợp lý hơn nhá thì cái đó là cái mà mình nghĩ là nó an toàn nhất chứ không phải như văn hóa chúng ta là gọi là anh ơi chị ơi cái này hoàn toàn nhầm đấy các bạn nhé nên là các bạn lưu ý cho mình À, một chúng ta phương án thứ nhất đó là chúng ta nói chuyện bình thường thể lịch sự không cần phải gọi tên hai là nếu mà trong trường hợp mà các bạn là nhân viên của một cái dịch vụ ví dụ như bất động sản chẳng hạn thì các bạn phải hỏi tên của người ta trước ok sang onamai là nan deso ka nan sau khi mà biết tên người ta xong rồi thì chúng ta sẽ nói là uh, nếu mà là khách nhá thì ví dụ như yamada uh, yamada sama uh, hay là yamada san Thông thường thì đa phần là giao tiếp ấy Thì người ta sẽ lược bỏ cái phần mà gọi tên ra Bởi vì tôi đang nói chuyện với cả anh Thế là đủ hiểu là tôi đang nói với cả anh rồi Còn khi mà mình chủ động gọi người ta ấy Thì mình có thể Hay là Người ta coi lại là À thằng này nó đang nói chuyện với cả mình Thế là ok rồi Nên các bạn đừng uh, theo cái thói quen ở Việt Nam gọi là Anh ơi chị ơi Cái này khá là nguy hiểm luôn Ok Chúc các bạn tốt tiếng Nhật và hẹn gặp lại trong các video sắp tới Nếu các bạn nào mà có câu hỏi hay là thắc mắc gì về việc học tiếng Nhật cũng như là Kaiwa Thì đừng ngần ngại gì hãy inbox ngay về page Sam này cho mình nhé Hãy đồ gà mình thấy thay kèm mắt